Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi đến với quý vị hai chủ đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là liên quan tới đại dịch COVID-19. Một cái sự kiện đáng chú ý đó là cái vụ xét nghiệm mở rộng của Bộ Y tế đang dấy lên một cái dư luận chống đối. Người ta đặt ra các cái câu hỏi nghi ngờ ai đang đổ thêm lửa vào dầu để cái vụ việc các sai phạm liên quan của Bộ Y tế với tập đoàn Vingroup bùng lên, và điều đó liệu có được đưa vào trong cái chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không. Bởi vì người ta nói cái việc vụ việc tham nhũng tới hàng nghìn tỷ với cái sự móc ngoặc thông đồng giữa Bộ Y tế và tập đoàn Vingroup, nó có những cái bằng chứng rất rõ ràng để chứng minh đó là một sự tòa rập ăn bớt tiền ngân sách cũng như hút máu mủ của nhân dân. Và điều đó có ý nghĩa lớn hơn, người ta nói đó là với sự thách thức đối với Nguyễn Phú Trọng. Với những cái tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn tuyên bố rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, tuy nhiên điều đó người ta dẫn ra không ít các bằng chứng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn có các cái vùng tránh. Mà đây, lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long là một con cưng của Nguyễn Phú Trọng, tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước đây. Đó là chưa kể tới cái vụ việc của Vingroup. Nếu người ta đối chiếu với vai trò trách nhiệm của Vingroup trong vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG, thì rõ ràng như quý vị đã biết, Phạm Nhật Vũ, em trai của Phạm Nhật Vượng, hối lộ một cái khoản tiền được cho là trên 20 triệu đô la cho các quan chức nhà nước, vậy mà chỉ có xử vẹn vẹn 3 năm tù. Điều đó cho thấy quyết tâm chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng không đúng như những cái lời ông nói, và rất nhiều người Việt Nam hiện nay đã bị ông Nguyễn Phú Trọng đánh lừa. Thưa quý vị, một cái chủ đề thứ hai tiếp nối cái vấn đề ngày hôm qua chúng tôi đã đề cập về cái việc Trung Quốc đã sử dụng Campuchia và Hun Sen trở thành những cái tên lính xung kích cũng như những cái con át chủ bài để phá rối Đông Nam Á và Việt Nam. Nhiều quý vị khán thính giả đã đề nghị KTV nói về trách nhiệm của Việt Nam, hay nói đúng hơn đó là Việt Nam bây giờ còn kiểm soát được Campuchia và Lào, vốn là hai đồng minh thân cận nhất của Việt Nam từ trước đến nay hay không. Và thưa quý vị, trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ giải thích những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng lãnh đạo Hà Nội đang nỗ lực để lôi kéo chính quyền Campuchia cũng như chính quyền Lào ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc. Như quý vị đã biết, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có một cái cuộc gặp bất thường đối với hai lãnh đạo cao cấp nhất của Lào và Campuchia. Những cái động thái đó được nhà bình luận David H. trên tờ Asia Times ngày hôm nay với một cái bài bình luận với tiêu đề Việt Nam đang cố gắng lôi kéo Campuchia và Lào ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc bằng cách nào. Đó là nội dung thứ hai chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chi tiết như thường lệ, một lần nữa chúng tôi xin đề nghị quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho KTV bằng cách viết nhiều comment và đặc biệt bấm like cho những cái clip thuộc chương trình của KTV. Và điều đó nó có tác dụng để cho các cái bài nói chuyện, những cái clip của KTV sẽ được đề xuất ở trên trang nhất của mạng xã hội YouTube. Và điều đó là những cái điều tạo điều kiện thuận lợi để cho các quý khán thính giả ở Việt Nam có thể tiếp cận đối với các chương trình của KTV. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại, KTV là một tổ chức truyền thông. KTV hoàn toàn không có chủ trương chống đối hay ủng hộ bất kỳ thế lực chính trị nào. Trách nhiệm của KTV là đưa các cái tin tức trung thực, nhanh chóng và chính xác tới mọi người Việt Nam trên toàn cầu. KTV đưa các cái tin tức được kiểm chứng chính xác, và chúng tôi chịu trách nhiệm về các cái thông tin chúng tôi đưa ra. KTV không có chủ trương đưa tin giả. Thưa quý vị, những cái sự ủng hộ của quý vị đối với KTV thông qua cái việc quý vị bấm like hay viết comment, nó là những hành động thiết thực ủng hộ cho một công cuộc vận động dân chủ tiên tiến trên tinh thần nâng cao dân trí xã hội, chấn hưng dân khí,
để cho mỗi Việt Nam hiểu rõ hiện tình đất nước hơn. Và điều đó sẽ giúp cho mọi người xác định rằng mình cần phải làm gì để góp phần đóng góp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường. Ở Việt Nam có một nhà nước pháp quyền và người dân Việt Nam có tự do cộng với công lý phải được thượng tôn. Đó là những cái điều được gọi là một cái công cuộc vận động dân chủ tiên tiến, làm bước nào chắc bước ấy. Điều mà các lãnh tụ cách mạng, đó là các cụ Phan Châu Trinh, Phan Bộ Châu, đã làm từ đầu thế kỷ thứ 20 còn dang dở. Xin cảm ơn quý vị đã dành sự ủng hộ cho KTV và xin quý vị đừng quên những ai chưa bấm đăng ký kênh Việt Thành KTV, một cái kênh dự trữ của KTV. Khi có các trường hợp bất chắc hay trục trặc xảy ra, một cái điều trước đây một tháng KTV đã gặp phải, đề nghị quý vị tiếp tục bấm đăng ký kênh dự phòng Việt Thành KTV. Đồng thời quý vị đừng quên bấm vào nút chuông để có thể nhận được các cái thông báo mới nhất của KTV tới quý vị. Và thưa quý vị, sau đây là nội dung chi tiết của bài nói chuyện hôm nay. Trước hết thưa quý vị, thông báo mới nhất của Bộ Y tế về tình hình đại dịch COVID-19 trong ngày 28 tháng 9 vừa qua. Một cái thông tin rất vui cho tất cả chúng ta, đó là số ca nhiễm mới COVID-19 đã giảm xuống rất nhiều. Theo thông báo của Bộ Y tế ngày 28 tháng 9, thì có số ca nhiễm mới của toàn Việt Nam chỉ là 4.589 ca. Và thưa quý vị, một cái tin vui hơn đó là xếp đầu bảng lại là tỉnh Bình Dương. Và thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống hạng thứ 3, chỉ có 377 ca nhiễm mới. Điều đó đã cho thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có đủ điều kiện để mở cửa, bắt đầu một cái giai đoạn mới. Trong khi đó, vẫn theo Bộ Y tế cho hay, ngày 28 tháng 9, cái số ca được chữa khỏi là 21.478 ca. Theo giới phân tích, đây là những cái ngày ghi nhận đầu tiên số ca nhiễm mới giảm xuống một cách rõ rệt so với những cái ngày trước đó. Nếu chúng ta so sánh ngày 27 tháng 9 và ngày 26 tháng 9 thì số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn là 4.134 ca và 5.121 ca. Nhưng mà đến ngày 28 thì nó giảm xuống chỉ còn 377 ca. Tuy nhiên thưa quý vị, cái vấn đề này chúng ta phải nói sòng phẳng với nhau. Bởi vì những cái số liệu của Bộ Y tế đưa ra hoàn toàn không có kiểm chứng. Hẳn quý vị chưa quên, mới đây Bộ Y tế đã phải giải trình đối với thắc mắc của thành phố Hồ Chí Minh vì có 150.000 ca nhiễm mà chưa được cấp mã số. Và điều đó người ta nói Bộ Y tế đã giấu số liệu. Những ca bệnh mắc mới, thậm chí cả những ca tử vong, Bộ Y tế cũng không minh bạch. Chúng tôi nói những điều đó để quý vị thấy một cái tầm quan trọng của một sự minh bạch mà người dân có thể kiểm soát được là một cái điều hết sức quan trọng. Trong khi đó thưa quý vị, trước cái tình hình như hiện nay, việc thành phố Hồ Chí Minh mở cửa chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng với cái điều kiện mở cửa hiện nay, một cái điều mà lãnh đạo thành phố lo ngại nhất đó là cái vấn đề thiếu nhân lực. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho hay, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 29,3 triệu người thất nghiệp. Rất nhiều người dân nghèo bây giờ không có điều kiện tiếp cận với các cái cửa hàng, giá cả thì leo thang. Đặc biệt, trước cái mối lo trước đây, có hàng vạn lao động đã bỏ chạy về quê. Nay thành phố Hồ Chí Minh mở cửa lại thì người ta nói không biết có thể những cái lực lượng lao động đó trở lại một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu nhân lực hay không. Thưa quý vị, có một cái thông tin phải nói ngay, không thì lại quên. Đó là thông tin từ Đài Á Châu Tự Do ARF đã cho biết chính quyền Venezuela bày tỏ mỗi sự lo ngại về chất lượng của vaccine Abdala của Cuba. Theo hãng tin Reuters, ngày 28 tháng 9 đưa tin cho hay, người phát ngôn của Học viện Y khoa Venezuela đã bày tỏ sự lo ngại về việc chính quyền Venezuela đã nhập và sử dụng vaccine Abdala do Cuba sản xuất. Trong bài tuyên bố của Học viện Y khoa Venezuela có một cái đoạn nêu rõ, bởi vì vaccine của Cuba Abdala hoàn toàn không có bất kỳ dữ liệu khoa học nào
về sự an toàn và hiệu năng của số vaccine Abdala đang được sử dụng tiêm chủng cho người dân Venezuela. Trong khi đó, truyền thông Venezuela đưa tin cho hay, chính quyền Venezuela mới đây có cho nhập 30.000 liều vaccine Abdala của Cuba vào khoảng cuối tháng 6 để tiêm chủng cho người dân Venezuela. Trong khi giai đoạn đó, thì cái vaccine Abdala của Cuba đang nằm ở cái giai đoạn 3 trong quá trình thử nghiệm mà chưa được đưa ra sử dụng một cách chính thức. Và người ta nói một trong những nguyên nhân là chính phủ Venezuela thiếu hụt ngân sách để mua vaccine, nên cũng gần như Việt Nam nhắm mắt nhắm mũi để mua những cái vaccine chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận về tiêm chủng cho người dân. Như quý vị đã biết, về mặt chính thức, Việt Nam là cái nước đầu tiên nhập khẩu vaccine Abdala của Cuba với cái số lượng 5 triệu liều dành cho người lớn và 5 triệu liều dành cho trẻ em. Những điều vừa kể được ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, ký kết trong chuyến thăm Cuba trong trung tuần tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, hiện nay, vaccine Cuba Abdala chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và chính quyền Cuba cũng chính thức công bố. Vaccine Abdala của Cuba và một cái loại vaccine khác dành cho trẻ em hiện nay vẫn đang ở trong cái quá trình gửi hồ sơ cho Tổ chức Y tế Thế giới xem xét. Thưa quý vị, vẫn liên quan tới cái vấn đề vaccine, cụ thể là vấn đề tiêm chủng. Một cái thông tin mới đây mà truyền thông nhà nước Việt Nam không đưa tin, đó là thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ngừng tiêm khẩn cấp một cái lô vaccine Pfizer của Hoa Kỳ bởi một cái lý do cho là việc quản lý. Reuters đưa tin cho hay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có một cái đề nghị yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái cơ sở y tế cần phải ngừng ngay việc tiêm vaccine Pfizer trong cái lô có cái hiệu FK0112 từ chiều ngày 28 tháng 9 với lý do theo Bộ Sở Y tế thành phố cho hay. Để khắc phục các điểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Tuy nhiên không nói rõ nguyên nhân gì và cơ quan quản lý là ai. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin một số lãnh đạo các cái quận huyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh nói rằng họ đã hết vaccine Pfizer và hiện nay họ chỉ còn vaccine AstraZeneca để tiêm cho dân mà thôi. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Sài Gòn, tại cuộc họp báo chiều ngày 28 tháng 9 cho hay, thông tin này nó chỉ là một cái vấn đề về mặt quản lý, một số nơi cần phải chấn chỉnh lại mà thôi. Mà một khi đã khắc phục các cái điểm mà theo thông báo của Bộ Y tế, thì tất cả sẽ bắt đầu được tiêm lại. Đồng thời vẫn theo Chánh văn phòng Sở Y tế và Nguyễn Thị Huỳnh Mai, khẳng định rằng thành phố không ngừng việc tiêm vaccine Pfizer. Mà bà Mai cho biết, thành phố Hồ Chí Minh còn vừa được tiếp nhận một cái lô hàng 640.000 liều vaccine Pfizer từ Bộ Y tế phân phối cho thành phố. Và hiện nay Sở Y tế thành phố đang phân bổ về cho các cái phường xã để tiêm cho dân. Trong khi đó, thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, tính đến ngày 25 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 10 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong số này, cái số người được trích mũi thứ hai lên tới hơn 2,6 triệu người. Trong khi đó, thưa quý vị, một số cái hình ảnh video mà người dân thành phố đưa lên trên mạng xã hội Facebook đã cho thấy một số nơi ở Sài Gòn, người dân xếp hàng tiêm vaccine rất dài, nhưng khi đến lượt thì nơi tiêm vaccine thông báo hết vaccine. Và điều đó đã gây ra những cái sự bực bội không đáng có đối với người dân. Trong khi đó, Việt Nam cho biết họ đã tiêm được hơn 40 triệu liều vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Và phần lớn cái số vaccine qua một cái nguồn COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới mà cơ bản thuộc về viện trợ từ các cái chính phủ nước ngoài. Và thưa quý vị, có một cái tin được cho là tin vui. Đó là trong 2 ngày trước, một cái lô hàng 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tặng cho Việt Nam đã về đến thành phố Hồ Chí Minh.
và số vaccine này nằm trong tổng số 3,1 triệu liều vaccine mà Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ cho Việt Nam, theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho hay. Đó là một phần của lô vaccine được Thủ tướng Đức Merkel hứa với ông Phạm Minh Chính trước đây. Trước đó, lô vaccine AstraZeneca gồm 852.000 liều đã về tới Hà Nội ngày 16 tháng 9. Thưa quý vị, một cái thông tin cần phải nhắc lại đó là liên quan tới cái việc Bộ Y tế từ chối trách nhiệm về việc không thông báo cái con số 150.000 ca COVID-19 ở Sài Gòn. Được biết, vào sáng ngày 28 tháng 9, đại diện Bộ Y tế Việt Nam trong một cuộc họp báo đã lên tiếng thanh minh rằng họ có hướng dẫn cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc cập nhật các cái số liệu các ca F0 thông qua việc xét nghiệm nhanh hơn một tháng trước, cụ thể là ngày 20 tháng 8, trong khi mạng báo Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế đã dẫn lời người phát ngôn của Bộ Y tế từ ngày 3 tháng 4 năm 2021, theo đó đã có công văn hướng dẫn cho việc thông báo ca bệnh COVID-19 trên hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch COVID-19. Theo trình bày của đại diện Bộ Y tế như vừa nêu, được biết ngày 26 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các cái cáo buộc cho rằng trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn còn tồn đọng 150 ca dương tính với COVID-19 đang cập nhật trên sổ sách nhưng chưa được Bộ Y tế tính vì chưa được cấp mã số. Theo Giám đốc Sở Y tế ông Nguyễn Hữu Hùng thì cái con số 150.000 ca vừa kể đã được phát hiện sau khi chính quyền thành phố thực hiện một cái chiến dịch xét nghiệm nhanh từ ngày 20 tháng 8 cho đến nay. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi phải nhắc lại cái thông tin vừa kể để quý vị nhớ rằng những con số của giới chức Việt Nam đưa ra thường nó không đảm bảo sự tin tưởng và rất nhiều trường hợp nó đã dẫn ra những cái trường hợp như vừa kể. Thưa quý vị, trở về một cái thông tin được cho là nóng nhất trong hai ngày hôm nay, đó là liên quan tới dụng cụ test nhanh COVID-19 có nhiều dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những cái quyết tâm được cho là sẽ xử lý cái vụ tranh thủ đại dịch COVID-19 để kiếm ăn. Mà một cái điểm nổi bật đó là sự liên kết một cách đầy nghi ngờ giữa tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng và Bộ Y tế trong cái việc hợp đồng cung cấp một cái khối lượng kit test nhanh với một cái giá cao hơn so với giá thị trường rất nhiều. Nhưng một cái điều kiện mà người ta quan tâm nhất đó là cái việc đó lại được chỉ định thầu, không thông qua đấu giá. Và thưa quý vị, một cái điều người ta quan tâm nhất đó là những cái sai phạm của lãnh đạo Bộ Y tế từ trước đến nay. Nó không chỉ là cái việc mà bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã mắc vào những cái sai phạm trầm trọng trong khi để cho những người thân trong gia đình tham gia vào một cái đường dây nhập khẩu thuốc ung thư giả để trục lợi. Mà kể từ đầu đại dịch COVID-19 cho đến nay thì Bộ Y tế Việt Nam có rất nhiều biểu hiện cho thấy có những cái trục lợi về mặt chính sách để cho các cái doanh nghiệp sân sau của lãnh đạo kiểm tra. Và một cái điều rất kỳ lạ đó là những cái phản ảnh của báo chí cũng như dư luận xã hội mà hoàn toàn không có ý kiến nhắc nhở của người đứng đầu Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và người ta thấy Bộ Y tế càng ngày càng làm già trong cái việc tận dụng các cái cơ hội thu vén cho những cái nhóm lợi ích ở bộ này. Thưa quý vị, liên quan tới cái việc Bộ Y tế có những biểu hiện bất minh trong cái việc xét nghiệm rộng ở Việt Nam, Asia Times có một cái bài báo với tựa đề giá dụng cụ test nhanh COVID-19 ở Việt Nam rẻ nhưng không mua. Asia Times dẫn cái thông tin được cho là ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ, một người được cho là con dài của đại gia Hoa Kiều ông Đặng Văn Thành, đã trình bày cho Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một cái cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc vào ngày 29 tháng 6. Asia Times nhấn mạnh một cái chi tiết cho rằng ông Đặng Hồng Anh
một cái người sống trong một cái gia đình có kinh nghiệm về buôn bán đã đưa ra những cái thông tin báo cáo với Thủ tướng rằng đó là cái hiện tượng hiện nay các cái chính quyền địa phương ở Việt Nam đang cho các cái nhà thầu đấu thầu mua dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 với một cái mức giá khoảng 60-70.000 đồng cho một bộ, mà theo ông Đặng Hồng Anh nó cao hơn giá mà ông Đặng Hồng Anh khẳng định nếu mua một cái số lượng lớn thì không quá $1.50, tất tần tật từ A đến Z. Truyền thông nhà nước Việt Nam, cụ thể báo Thanh Niên, theo Asia Times đưa tin, theo ông Đặng Hồng Anh, đây là một cái sự lãng phí, bởi nếu nhìn lên với con số hàng triệu bộ test xét nghiệm thì đó là một số tiền rất lớn, có thể lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Thưa quý vị, Asia Times còn cho hay một cái điều gây tranh cãi nữa, đó là chi phí xét nghiệm nhanh ở các cái cơ sở nhà nước hiện nay với một mức giá xét nghiệm được Bộ Y tế công bố là 238.000 đồng. Điều đó đã khiến cho người dân Việt Nam bức xúc, bởi họ cho rằng giá xét nghiệm như vậy là quá cao, và điều đó chắc chắn tác động tới thu nhập của người lao động đang bị thiệt hại bởi đại dịch COVID-19, vì họ phải trả tiền xét nghiệm hàng ngày theo yêu cầu để có thể được phép ra đường. Trong khi đó, thưa quý vị, trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên về cái mức giá của bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, tại sao Bộ Y tế lại cho nhập một cái giá cao như vậy, thì một lãnh đạo Bộ Y tế cho hay giá test xét nghiệm do doanh nghiệp tự công bố và họ tự chịu trách nhiệm, Bộ Y tế không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chính phủ chưa quy định. Thưa quý vị, những điều này chúng tôi đã phân tích trong các bài nói chuyện trước, nhưng rõ ràng đó là những cái sự cái bày cái biến để chối tội. Và người ta nói đây là một phép thử đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lâu nay vẫn mang tiếng rằng luôn luôn có những sự ưu ái đặc biệt cho lãnh đạo Bộ Y tế kể từ thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến, rồi kể cả bây giờ đó là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Thưa quý vị, cũng vì những cái khoản lợi nhuận mà Bộ Y tế hứa chia cho các cái tỉnh mà đã xảy ra những cái hiện tượng các chính quyền địa phương đã ép buộc người dân phải tham gia test nhanh để phục vụ cho một cái công cuộc tiêu thụ những cái kit test nhanh một cách tối đa. Truyền thông nhà nước đưa tin cho hay, ngày 28 tháng 9 trên mạng xã hội đã xuất hiện một cái đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng bao gồm dân phòng, công an, cảnh sát cơ động cùng với một số người mặc thường phục đứng trước hành lang một cái chung cư ở Bình Dương và người ta đang tìm cách phá khóa một căn hộ. Theo lãnh đạo địa phương Bình Dương cho hay, đó là một người phụ nữ tên là El không chịu hợp tác để test nhanh COVID-19 nên buộc lực lượng chức năng phải sử dụng biện pháp nhờ thợ khóa cửa mở cửa ra để bắt buộc lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, khi mở cửa thì cái nhóm nhân viên công lực đã xông vào lập tức khóa tay người phụ nữ và lôi xanh sạch ra bên ngoài để đưa đến một cái khu vực lấy mẫu ở dưới sân chung cư. Thưa quý vị, cái vụ việc vừa kể đã được ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch COVID-19 của phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, đã nói với phóng viên VTC News rằng người phụ nữ trong clip xuất hiện trên mạng xã hội là chị El, và cái vụ việc xảy ra là điều có thật. Nó xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng tại chung cư Y Hồn 4, phường Vĩnh Phú. Theo ông Võ Thanh Quan, phường chúng tôi đang thực hiện việc xét nghiệm diện rộng đối với toàn dân và chúng tôi yêu cầu các cái khu phố cần phải vận động một cách triệt để, bắt buộc người dân phải test COVID-19. Riêng tại cái chung cư Y Hồn, qua test nhanh, chúng tôi đã phát hiện được 2 trường hợp dương tính. Đó là lý do ông Quan cho hay. Theo báo cáo của ban quản lý tòa chung cư cho hay, người phụ nữ, bà El, 2 lần trước đã không chịu đi test và lần thứ 3 cũng không chịu xuống để xét nghiệm. Trong khi ông Quan đang cùng với đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch ngoài đường, nghe tin báo, nên tôi, trước ông Quan, đã nói rằng tôi đã chỉ đạo đoàn công tác lập tức đến chung cư, vận động chị này xuống test. Nhưng vì chị này cương quyết không mở cửa và chúng tôi
phải sử dụng những cái biện pháp kiên quyết bởi chị này không có thái độ hợp tác. Thưa quý vị, chả có ai mà tích cực tới cái mức mà người ta đang ở trong nhà, người ta không đi ra ngoài mà phá cửa xông vào bắt người ta. Đó là những cái việc xâm phạm chỗ ở, là những cái hành động trái pháp luật. Và rõ ràng, thưa quý vị, một cái động cơ chúng tôi không nói thì quý vị cũng hiểu. Cũng bởi ban lãnh đạo khu vực này, người ta hứa những cái lời hứa, được chia những cái phần hòa hồng theo tỷ lệ những cái test xét nghiệm được tiêu thụ. Trong khi đó, thưa quý vị, cái việc test xét nghiệm của Bộ Y tế tốn kém rất nhiều chi phí. Chỉ riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh, theo giới phân tích cho hay, tổng chi phí xét nghiệm nhanh mở rộng ở thành phố Hồ Chí Minh với số tiền khoảng 3.729 tỷ thì có thể tiêm chủng được cho 55 triệu người một lượt, nếu hai lượt là khoảng 27 triệu người được tiêm vaccine. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng cộng họ đã lấy gần 2 triệu mẫu xét nghiệm PCR và 9,5 triệu mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến ngày 19 tháng 9, và hiện nay họ đang làm đợt thứ tư và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Theo đó, công văn hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 được Bộ Y tế công bố với các cơ sở y tế địa phương. Theo đó, chi phí xét nghiệm bằng test nhanh với kinh phí 238.000 cho một mẫu, còn chi phí 734.000 đồng. Một mẫu với phương pháp PCR. Đó là lý do người ta nói vaccine AstraZeneca của Anh Quốc hiện nay đang có giá khoảng 3 đô la. Thì cái số tiền 3.729 tỷ đồng đó có thể mua được 55 triệu liều vaccine đủ tiêm 2 mũi cho toàn bộ 12 triệu người. Mà vẫn còn thừa 31 triệu liều. Thưa quý vị, một cái điều hết sức vô lý của Bộ Y tế, nó là lẽ ra phải dành cái ngân khoản khổng lồ như vậy trong việc phục vụ cho một cái chiến lược xét nghiệm mở rộng, thì thay vào đó bằng việc tập trung mua vaccine để tiêm chủng, và chắc chắn nó sẽ hữu hiệu hơn. Đó là lý do tại sao Bộ Y tế đã bị nghi bắt tay trong việc nâng giá ký test xét nghiệm nhanh. Thưa quý vị, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cho hay, bằng cái việc kết thúc xét nghiệm COVID-19 thần tốc cho người ở Việt Nam, trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội người ta đã lộ ra những cái giá gốc nhập cảng bán bộ kit test, và đó là những lý do khiến cho Bộ Y tế Việt Nam đang bị công luận nghi ngờ có bắt tay với các doanh nghiệp sân sau để trục lợi. Một cái phát biểu của ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân, theo ông Anh, nếu chính phủ cử đại diện liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất kinh doanh mặt hàng này ở các quốc gia như Đức, hay nói chung ở cộng đồng châu Âu, kể cả ở Hoa Kỳ, thì đều có thể dễ dàng mua được những cái test xét nghiệm với giá gốc dưới 1 đô la rưỡi, thậm chí mua số lượng nhiều thì giá bán thậm chí không tới 1 đô la. Theo ông Đặng Hồng Anh nói với Thủ tướng rằng, nếu chỉ cần giảm được 50.000 đồng cho một test xét nghiệm thôi, thì 100 triệu test xét nghiệm mà Bộ Y tế ký hợp đồng với Vingroup sẽ giảm được 5.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 219,34 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, truyền thông Hoa Kỳ cho hay, sau thông tin của ông Đặng Hồng Anh trên báo Thanh Niên, công luận ở Việt Nam bất bình dữ dội, người ta đặt các nghi vấn, chắc chắn phải có một sự mờ ám trong buộc việc mua bán ký test xét nghiệm COVID-19. Giữa lúc giới chức y tế và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng này mang tính chất độc quyền. Chưa hết, thưa quý vị, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cho hay, không chỉ có người dân giá kit test loạn cào cào như vừa kể, nên một giám đốc sở y tế ở khu vực phía Nam là người đã từng phàn nàn trong cuộc họp trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức. Đó là tỉnh này đã sử dụng kit test xét nghiệm nhanh cho công nhân, nhưng người ta không biết giá nào là hợp lý, bởi vì xem trên cổng khai giá thì giá rất cao, đơn vị bán tít két lại tiếp thị giá rất thấp. Sở Y tế dù thấy rằng giá thấp cũng không biết nó có chuẩn hay không, vì hoàn toàn không có những cơ sở để so sánh về giá test, kit test. Đồng thời, lãnh đạo địa phương đã cho hay,
Rất nhiều người dân hiện nay có nhu cầu đi ra đường, song theo quy định họ phải có kết quả test. Điều đó là một điều cực kỳ phản khoa học, bởi vì nếu test xong cũng có thể nhiễm ngay. Vậy thì thưa quý vị, đến bây giờ chúng tôi hỏi với quý vị, những cái phát biểu của lãnh đạo cấp tỉnh như vừa kể, kể cả những cái mạnh thường quân như tập đoàn Vingroup, ông nghĩ gì về cái việc ông đưa ra một cái giá tới 4,5 đô la để nhập những cái kit xét nghiệm như vậy? Đặc biệt những cái người điều hành trong bộ tứ hiện nay ở Việt Nam, họ đang có những cái nghi vấn khi cho rằng ngân sách nhà nước đã bị bốc hơi một cái số lượng lớn trong thời gian chống đại dịch Covid-19. Và thưa quý vị, nói về cái hiện tượng qua đặt thông đồng giữa Bộ Y tế và Tập đoàn Vingroup, nhà báo Phạm Minh Vũ mới đây đã có ý kiến cho rằng trong văn bản số 7623 của Bộ Y tế ở trang số 5 vào đầu tháng 9 đã trình chính phủ để xin sự chỉ đạo mua kit test theo kiểu đấu thầu. Nhưng trong văn bản này xin lựa chọn nhà thầu đặc biệt, không ai khác đó là Tập đoàn Vingroup, bởi vì Vingroup đã mua sẵn mấy chục triệu, thậm chí cả 100 triệu bộ về để dành. Và bây giờ chỉ cần móc ngoặc được với Bộ Y tế để Bộ Y tế mua lại, thì Vingroup sẽ nhận một cái khoản lợi nhuận khoảng 5.000 tỷ. Vậy mà không hiểu lý do tại sao Bộ Y tế lại trình bày với công luận trong một cái văn bản mật. Thưa quý vị, trình bày với công luận nhưng lại trong một cái văn bản được cho là mật, lại nói là Vingroup kinh doanh không lấy lãi, mà đó là một cái sự ủng hộ cho Bộ Y tế cũng như người dân Việt Nam mà thôi. Ngược lại, Bộ Y tế lại vội vã đòi hỏi chính phủ cần phải xuất ngân sách để mua ngay, không thì kẻo hết, bởi vì giá của Vingroup đưa ra gấp 3 lần so với giá thị trường thế giới, mà Bộ Y tế nói là một cái giá rất rẻ. Và người ta nói thẳng, thực ra trong cái thương vụ của Vingroup bán lại những cái kit xét nghiệm cho Bộ Y tế là mua 1 bán 10. Một cái điểm đáng chú ý đó là trong cái văn bản trình Thủ tướng thì Bộ Y tế đề xuất mua 105 triệu kit test kháng nguyên và 25 triệu test PRC. Họ mới mua của Vin 25 triệu mà đã vốn gần 2.000 tỷ. Vậy thì 105 triệu test nếu Bộ Y tế tiếp tục mua của Vingroup mà đến nay người ta không biết sẽ mua của ai và giá cả ra sao. Chỉ có một điều mà chúng ta nên nhớ rằng giá của mua test nhanh ở Đức người ta bán trong siêu thị chỉ ở cái mức giá 0,95 euro mà thôi. Do đó, đó là cái giá bán lẻ trong các cái cửa hàng tiện lợi. Còn nếu như mua số lượng lớn thì người ta nói còn rẻ hơn nhiều, chỉ vào tầm 16 hay 17 nghìn đồng tiền Việt Nam. Vậy mà Bộ Y tế đã rào trước đón sau bằng cách ra một cái văn bản thanh toán cho các cái bệnh viện với giá 230 nghìn đồng cho một test. Và có những cái bệnh viện thu giá 300.000, thậm chí 400.000. Và thưa quý vị, ở cái vấn đề này, chúng tôi muốn lắng nghe các ý kiến của các quý vị đang sống ở Việt Nam. Quý vị đã mất tiền khoảng bao nhiêu tiền? Tại vì chúng tôi được biết, nó thường dao động ở 250, 350, thậm chí có những cái ca lên 1 triệu hoặc 1 triệu rưỡi cũng có. Muốn quý vị hãy cho chúng tôi những cái ý kiến xác nhận những cái điều vừa kể. Chưa hết, theo quý vị, theo thông tin hiện tại ở trên thị trường, rõ ràng cái test xét nghiệm nó có rất nhiều chủng loại khác nhau. Nhưng một cái loại phổ biến người ta thường dùng đó là của Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng người ta nói cái vấn đề mấu chốt ở đây là phải do nhà nước đứng ra test và xác nhận. Vậy thì rõ ràng nó thấy đó là một cái quy trình được tòa rập, chặn trước chặn sau để ép người dân chỉ được test xét nghiệm của nhà nước mà thôi. Và như quý vị đã biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xem xét những cái cơ sở y tế tư nhân tự ý test xét nghiệm và xác nhận cho người dân, mà theo họ đó là những cái điều không được phép. Trong khi như quý vị đã biết, theo một cái cách làm ăn thông thường của một cái nền kinh tế thị trường,
thì cái đầu mối nhập khẩu một cái loại vật tư y tế chuyên dùng hay đặc biệt sẽ được tập trung cho một cái doanh nghiệp của nhà nước phải có kinh nghiệm và chuyên môn. Đặc biệt cái doanh nghiệp đó phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý khi xảy ra các cái vấn đề. Mà tại sao Bộ Y tế lại giao cho Vingroup là một cái tập đoàn kinh doanh đa ngành? Điều đó khiến cho dư luận xã hội và giới phân tích người ta băn khoăn một vài điều. Vấn đề thứ nhất là chất lượng của kit có đảm bảo hay không? Và giá tiền của mỗi loại kit nó có phù hợp tương ứng với giá thị trường hay không? Xong một cái điều quan trọng hơn thưa quý vị, đó là ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cái kết quả của chất lượng những cái kit đó? Bởi vì như quý vị đã biết đã từng và đang xảy ra những cái chuyện kết quả không chính xác. Chuyện test nhanh đã không mang lại những cái hiệu quả như giới chuyên môn y khoa đã nói từ lâu và nói thẳng trên mạng xã hội người ta nói. Thực tế ngành y tế Việt Nam hiện nay lâu nay đã bị khuynh loát bởi một cái đám mafia trong lĩnh vực y tế. Điều đó được chứng minh rằng trong việc họ dùng việc test nhanh này như một chơi một cái canh bạc xì phé, một cái con áp chủ bài lại là do nhà nước quyết định, phải được phép của Bộ Y tế mới cho ra đường. Với mục tiêu đánh thẳng vào nhu cầu đi lại trong việc làm việc của người dân. Và với cái hành động vừa kể, đó là một hình thức kiếm ăn cái chính đáng trên xương máu của người lao động. Trong khi chúng ta đều biết rằng, khi việc tiêm chủng vaccine trên diện rộng mới có tác dụng tiến tới việc miễn dịch cộng đồng, nhưng tại sao Bộ Y tế lại tập trung chi hàng chục nghìn tỷ vào cái việc vô bổ, đó là xét nghiệm mở rộng mà không dành những cái ngân khoản để mua vaccine. Bởi vì người ta nói tiêm vaccine cùng lắm cũng chỉ hai mũi. Nếu mua những cái vaccine của Anh Quốc AstraZeneca thì cũng chỉ tiêu tốn khoảng từ 5 tới 10 đô la. Nhưng rõ ràng cái việc test thì quý vị đã biết, không chỉ test một lần mà thậm chí có thể một tuần ba lần đối với các cái đối tượng làm việc ở điều kiện đặc biệt. Và thưa quý vị, theo giới phân tích và mạng xã hội cho rằng nó chỉ là một cái phần nổi của một tảng băng chìm, bởi vì nhiều điều tồi tệ mà người dân Việt Nam chúng ta, trong đó có các quý vị, không thể tưởng tượng và được xác nhận trong đại dịch Covid-19. Một cái câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người có lợi trong đại dịch Covid-19? Và câu trả lời là chỉ biết người dân là người thiệt hại, trong khi họ không có một đồng trong túi, thậm chí họ không được quyền nói. Còn cái việc ai có lợi thì cũng không biết, mà người dân thì khốn khổ, khốn nạn vì cái việc vài ba ngày người ta lại lôi ra, người ta chọc một lần. Và thưa quý vị, đó là lý do có những người người ta bực tức, người ta chống đối cái việc test, như cái người phụ nữ tên Eo ở tỉnh Bình Dương như vừa kể, hay là ba gia đình ở phường 2 quận 8 đã dùng chiếc ghế nhựa tấn công các nhân viên y tế. Một cái vấn đề quan trọng thưa quý vị là giới y khoa, những cái bác sĩ và các giới chuyên môn có đạo đức, họ đã nhiều lần lên tiếng trong cái việc xét nghiệm mở rộng là một cái điều không cần thiết, thậm chí rất lãng phí, hoàn toàn không có hiệu quả. Vậy mà không hiểu lý do gì lãnh đạo Bộ Y tế được cho là như điếc như mù, không nghe tiếng. Đó là lý do tại sao trên mạng xã hội người ta nói cứ chọc cứ ngoáy mũi dần, để mà ra nhà lầu, để mà ra xe hơi, chọc để có quốc tịch ship thì làm sao lãnh đạo Bộ Y tế không chọc, chọc cho đến chết, chọc cho ngân số ngân khố sạch, chọc cho người Việt Nam cuối cùng phải đau đớn thì chúng nó mới chịu. Thưa quý vị, bình luận về cái câu chuyện vừa kể, nhà báo Đỗ Duy Ngọc trên trang Facebook cá nhân của mình đã có những lời bình luận sâu cay. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, ngày hôm qua báo chí đăng tin ca sĩ Phi Nhung qua đời vì đại dịch Covid-19 sau một cái thời gian chống chọi với bệnh. Điều đó cho thấy dịch bệnh đã cướp đi nhiều người, trong đó có nhiều người tài năng như ca sĩ Phi Nhung, một nhân vật ca sĩ hài ngoại có tên tuổi. Điều đó khiến cho nhiều người tiếc nuối buồn đau là một cái tâm trạng chung. Nhưng nhiều người lúc đó mới ngồi ngẫm rằng
danh vọng bây giờ mà làm chi, tiền tài nhiều để làm gì, bao nhiêu sân si cuộc đời, rồi chúng ta cũng lại buông tay trở về với cát bụi. Rồi đến khi chết, đến cái hột nút áo cũng bị người ta cắt đi, không cho phép mang qua thế giới bên kia. Như vậy con người ta chết thì người ta ra đi với hai bàn tay trống và cái túi rỗng. Vậy tại sao còn có những người như lãnh đạo Bộ Y tế, họ không biết mệt mỏi trong việc kiếm tiền. Người ta không biết rằng cuối cùng con người cũng chỉ lại một nắm xương, đoạn cuối của đời người cũng chỉ là nắm trò về với cát bụi. Vậy thì ganh đùa, ganh ghét, thị phi nhau cho lắm làm gì? Bởi vì những thứ ấy chỉ làm cho cuộc sống thêm nặng nề, tâm lý của chúng ta thêm bất an. Một cách cần hiện nay, mỗi chúng ta là phải để lại cho đời. Đó là tiếng thơm và cái sự tiếc nuối. Đó không phải là những câu chuyện bìa miệng. Nó là ngàn lời nguyền rủa. Nói về cái việc chọc ngói của Bộ Y tế, nhà báo Đỗ Duy Ngọc cho rằng lòng tham của con người bây giờ nó là vô tận. Đã giàu lại muốn giàu thêm. Như Vingroup thiếu gì tiền, vậy mà ham muốn của con người sẽ khó mà dừng lại. Bởi vì danh lợi làm cho người ta, những người được mệnh danh là tỷ phú đô la, như Phạm Nhật Vượng còn bất chấp tất cả, bất chấp cả đạo lý, bất chấp cả lòng nhân từ, sự đồng cảm và tình yêu thương với đồng bào. Tất cả những cái điều đó nó không còn giá trị gì đối với những cái kẻ tham lam như Phạm Nhật Vượng. Bởi vì với Phạm Nhật Vượng, giá trị của cuộc sống là giá trị của đồng tiền và tiền đường là thước đo của mục đích sống. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc đã nhiều lần tôi nói những cái chuyện chọc ngoáy kể từ đầu dịch cho đến nay. Và rất nhiều lần tôi cũng buộc phải nhắc nhở một cách kín đáo vì nhiều lý do tôi biết nhưng không dám nói ra. Tôi nói ra nó động chạm đến lợi ích của Bộ Y tế cũng như tập đoàn Vingroup. Nói ra tôi sẽ hỏng. Theo đó mới đây trên báo chí có đăng ý kiến của ông Đặng Hồng Anh, con trai của ông Đặng Văn Thành, cho hay Bộ Y tế và Vingroup mua một cái số lượng test rất lớn với cái giá quá cao. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, cái ông Đặng Hồng Anh này, tôi xin nhắc lại, ông là người của Đảng. Ông ấy là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, là Chủ tịch cái Hội Doanh nhân trẻ, chứ không phải là người chống đối hay phản động đâu. Ông Đặng Hồng Anh cho rằng mỗi kit xét nghiệm chỉ có giá đắt nhất, tất tần tật cũng chỉ tới 35.000 đồng. Mà tại sao về đến Việt Nam lại tăng một cái giá cao không thể tưởng tượng nổi. Theo bác sĩ Đỗ Duy Ngọc, tôi nghe lời và tôi lên trên mạng, tôi kiểm tra thì thấy giá ở châu Âu cũng chỉ khoảng chưa tới 1 đô la Mỹ, tức là chưa tới 25.000 đồng tiền Việt Nam. Trong khi các đơn vị đấu thầu thì đưa ra những cái giá 70.000 hay 60.000. Nhưng mà người xét nghiệm thì phải trả từ 200 tới 300.000 đồng. Đó là những con số tăng lên kinh khủng. Trong khi trước cái thông tin của ông Đặng Hồng Anh đưa ra, người ta hỏi thì Bộ Y tế tìm cách lấp liếm trốn tránh trách nhiệm và nói chưa có những quy định rõ ràng. Thưa quý vị, ở đây, theo lãnh đạo Bộ Y tế nói chưa có quy định rõ ràng, nghĩa là có, nhưng mà người ta hiểu không rõ về cái giá cả của cái test. Trong khi đó, vẫn theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, trong khi Tháp Tùng cùng với ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội qua trời Âu, tập đoàn TNT Phạc Nga, một cái công ty tư nhân ở Hà Nội, đã ký một cái hợp đồng sản xuất hợp tác và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 để sản xuất cái loại kit xét nghiệm này tại Việt Nam. Một cái điều đáng nghi vấn là từ trước đến nay, kể từ đầu dịch COVID-19, rất nhiều kit test đang sử dụng tại Việt Nam hoàn toàn do tập đoàn Vingroup cung ứng. Theo báo cáo số lượng của Bộ Y tế về việc xét nghiệm mở rộng, hiện nay người ta đã tiến hành xét nghiệm cho 51.904.476 người. Và nếu như lấy cái số lượng xét nghiệm vừa kể nhân lên với cái số tiền chênh lệch, theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, chúng ta không thể tưởng tượng một cái con khố lợi nhuận khủng khiếp như vậy. Theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, tôi là một cái người dở tính toán. Tôi chỉ tính đến con số triệu là tôi run tay. Do đó tôi không tính nổi con số tỷ đồng.
cứ tạm cho mỗi cái xét nghiệm chênh lệch 100.000 đồng, nhân lên với gần 52 triệu lượt người xét nghiệm, thì con số nó sẽ là bao nhiêu? Nhưng rõ ràng cái việc chọc máy đến này, dư luận xã hội và các giới chuyên gia đã nói nhiều yêu cầu dừng lại, vậy mà Bộ Y tế vẫn tiếp tục chọc máy, không chịu dừng lại. Và hiện nay nó đang tiếp tục diễn ra hàng ngày ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Nhà báo Đỗ Duy Ngọc đặt một cái câu hỏi, xin hỏi số tiền thu được này nó đi về đâu? Chắc chắn nó không vào ngân sách của nhà nước. Bởi vì vậy người ta đồn nhau rằng chuyện vaccine và kit test ở Việt Nam nó khởi đầu cho một cái cuộc đấu đá khốc liệt kể từ ngày hôm nay. Bởi vì chính quyền Việt Nam nó như một canh bạc, chuyên vốn thì thắng, thằng nào thiếu vốn thì thua. Và trong cái cuộc đấu đá quyền lực ở Việt Nam hiện nay, theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, ai có chỗ dựa vững lưng thì cứ thế tha hồ tung hoành. Bởi vì nó là một chiến trường cần phải liều lĩnh bạo hoàn, ai bắn nhanh thì sống, thằng nào bắn chậm thì chỉ có chết mà thôi. Chỉ có một điều là trong cái cuộc tranh giành quyền lực trong mùa dịch đại dịch Covid-19, theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, nó làm giàu và thu lợi đút túi cho một nhóm lợi ích, trong khi gần 2 vạn người đã chết vì đại dịch. Và điều đó đã dẫn tới biết bao nhiêu trẻ em ở thành phố phải mồ côi, làm cho bao nhiêu gia đình ly tán. Nhưng lúc này mà người ta nhẫn tâm để trục lợi trong đại dịch Covid-19 thì đó là một cái điều quá tàn nhẫn. Và rồi vì cái lợi nhuận của nhân dân, lãnh đạo Bộ Y tế và Vingroup của ông Phạm Việt Vượng tiếp tục bắt người dân phải ngửa cổ để cho họ tha hồ chọc máy. Càng thần tốc, càng toàn diện thì số thu của họ vào túi càng lớn. Và tội gì họ không làm? Chưa hết thưa quý vị, theo nhà báo Đỗ Duy Ngọc, trước đây, ông Phạm Sanh Châu, đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã từng lên tiếng cảnh báo, đặt cái câu hỏi tại sao cái thuốc chữa virus Vũ Hán Ấn Độ người ta bán có 17 đô la, tại sao Vingroup về bán lại cho Bộ Y tế tới giá 39 đô la. Và đó là lý do vì sao thị trường đã có rất nhiều quảng cáo bán cái thuốc vừa kể với giá tới 4 triệu đồng. Thậm chí có người đã bị công an bắt. Cụ thể là các cái cán bộ y tế ở các bệnh viện. Theo đó khi một cái khoản tiền lợi nhuận nó quá lớn cũng như cung cầu chênh lệch, thì người ta sẵn sàng làm tìm đủ mọi cách để đáp ứng nhu cầu. Trong đại dịch Covid-19, trong cái điều kiện rất nhiều người chết, nhiều gia đình tan hoang, nhưng cũng có biết thêm bao nhiêu kẻ giàu hơn nhờ đại dịch. Vậy tại sao hở các ông? Tôi muốn hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi người dân thì nghèo đói, không có ăn, trông chờ vào mấy tháng mới được triệu bạc trợ cấp, sau khi làm biết bao những cái thủ tục khó khăn, trong khi những đứa bé còi cọc vì suy dinh dưỡng, bởi cha mẹ thất nghiệp sữa không có uống, phải uống nước cơm thay, trong khi hàng chục ngàn người lặng lẽ lìa đời không một lời đưa tiễn, trong khi biết bao nhiêu nhân viên y tế kiệt sức trên tuyến đầu chống dịch, và họ đã chứng kiến biết bao nỗi đau của đồng bào, vậy mà lãnh đạo Bộ Y tế và ông Phạm Nhật Vượng chẳng có chút đãi ngộ nào trả lại cho dân, mà tìm cách tiếp tục chọc, chọc, chọc và chọc để kiếm lời. Tại sao lại để tồn tại những kẻ lãnh đạo và những cái tình huống nhẫn tâm đến độ kiếm cách bỏ tiền cho thêm đầy túi? Thử hỏi lương tâm con người của họ để đâu, hay là họ đã đánh rơi cho chó ăn rồi? Dù rằng chúng ta biết rằng ngân sách hay tiền túi của dân, tất cả đều từ tiền thuế của dân mà có. Ngày xưa, người ta đã bảo bọn thực dân phong kiến là bọn khố rách giấm dù sơn kiệu, hút máu dân làm rượu làm trà. Thời đó, chúng ta nghe đã ác nhân lắm, nhưng mà cũng chỉ sắm dù sơn kiệu uống trà. Còn bây giờ các cái quan chức Việt Nam, các cái lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, rồi kể cả các cái doanh nghiệp sân sau của họ, họ kiếm tiền để xây biệt thự, biệt phủ, mua lâu đài, mua hồ lũ, hột xoàng, đong bằng ống bơ, mua đô la nhiều như những cái đại gia tư bản. Thưa quý vị, đó có lẽ là lý do người ta nói lẽ ra phải đập cho gục.
những cái con virus thì chính quyền Việt Nam bây giờ tìm cách nhè vào người đầu dân nghèo, họ nhè vào đầu các cái doanh nghiệp mà đập. Điều đó nó thể hiện một cái sự vô minh của chính quyền Việt Nam mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Họ muốn lấy tiền của dân bằng mọi cách, nhưng những cái đồng tiền đó không được đưa vào cho ngân sách mà đưa vào những cái túi của các doanh nghiệp sân sau để người ta tìm cơ hội là chia cho lẫn nhau. Vậy mà một cái lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội 12 trong chức trách Bộ trưởng Chánh văn phòng của Thủ tướng lại nói: nếu chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi, nhưng nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Điều đó mà thể hiện cùng một cái loại tư duy, đó là tư duy đổ lỗi cho dân. Và những người lãnh đạo Cộng sản bây giờ, họ luôn luôn thấy chỉ có dân là sai, chứ nhà nước chắc chắn không bao giờ sai. Chống dịch sai, làm cho người dân điêu đứng, làm cho người dân bỏ mạng, chết oan hơn 1 vạn người, trong khi lãnh đạo Việt Nam không chấp nhận mà họ lại đổ lỗi cho dân. Tư duy của những người Cộng sản, đó là những tư duy quan liêu, một thứ tư duy đã bị thế giới văn minh xếp vào xó rác, một cái loại tư duy của khỉ Trường Sơn, phải được xếp vào tiền sử của xã hội loài người, nhưng không hiểu lý do gì, nó vẫn tồn tại trong người Cộng sản ở Việt Nam. Và đó là lý do vì sao người dân Việt Nam lại khốn khổ khốn nạn như ngày hôm nay. Thưa quý vị, trở lại một cái nội dung quan trọng thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay, liên quan tới cái thắc mắc của một số quý khán thính giả của KTV gửi những cái câu hỏi đề nghị KTV giải thích liên quan tới cái mối quan hệ Việt Nam, Lào và Campuchia. Rất nhiều các quý khán thính giả lo lắng về tương lai Việt Nam, bởi vì quý vị ý thức được rằng một khi Trung Quốc đã giành được quyền kiểm soát đôi bàn lãnh đạo Viêng Chăn và Phnom Penh, thì người ta nghĩa là người ta làm chủ tuyến biên giới của Lào, Việt Nam cũng như Campuchia, Việt Nam. Và điều đó nó tạo những cái tác động, những cái sức ép rất lớn lên ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội. Và rất nhiều các quý khán thính giả quan tâm một cái điều là Việt Nam có nỗ lực hay không, hay là chịu chấp nhận buông rời hai đồng minh chiến lược của họ vốn là Lào và Campuchia. Thưa quý vị, trong một cái bài viết mới đây của tác giả David Hutt đăng trên tạp chí Asia Times với cái tiêu đề Việt Nam lôi kéo Campuchia và Lào ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc ra sao, của cái tác giả nhà bình luận nổi tiếng về chính trị Việt Nam, ông David Hutt. Theo David Hutt cho hay, trong một cái cuộc họp gần đây, các lãnh đạo Đông Nam Á đã nhấn mạnh trong việc Hà Nội cần phải thúc đẩy việc khôi phục mối quan hệ với các cái đồng minh là những cái nước láng giềng Lào và Campuchia của họ. Và thưa quý vị, theo David Hutt cho hay, vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên sau nhiều năm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái buổi hội đàm 3 bên đối với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ông Thonglun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen. Theo David Hutt, các nhà phân tích và quan sát đã xem cái cuộc hội đàm do Hà Nội chủ trì là một cái hành động quan trọng khi Việt Nam đang có những cái nỗ lực khẳng định lại hình ảnh cũng như ảnh hưởng của họ đối với hai đồng minh lịch sử vốn ngày càng ngả sang Trung Quốc nhiều hơn trong những năm gần đây. Theo tác giả, từ lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam coi mình là ân nhân và luôn luôn tự xưng là anh cả, tức anh hai, theo cách nói của người miền Nam, của hai đảng cầm quyền ở Campuchia và Lào. Theo đó, hai đảng này đều được Việt Nam hỗ trợ và đưa lên nắm quyền vào những thập niên 1970. Theo Asia Times, Việt Nam gần như một mình ủng hộ chính phủ xã hội chủ nghĩa của hai quốc gia này cho tới 1986, là cái thời gian Việt Nam mở cửa ra bên ngoài với thế giới vào thập niên 1990. Theo giáo sư Cottager, một giáo sư danh dự từ Đại học New South Wales ở Australia, đã nói với Asia Times rằng việc triệu tập một cái cuộc họp 3 bên dưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hà Nội ông Nguyễn Phú Trọng là một chỉ dấu quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam để đảm bảo rằng mình không bị Trung Quốc đẩy ra ngoài lề.
trong việc kiểm soát Lào và Campuchia. Theo David Hutt, Thủ tướng Hun Sen đến Hà Nội để đại diện cho Đảng Nhân dân Campuchia, một cái đảng cầm quyền. Đồng thời, ông Hun Sen đã gặp Chủ tịch Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Thon Lun, Chủ tịch Lào, cũng làm như vậy. Ông Hun Sen được cho là đã gặp Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Theo David Hutt, đảng cầm quyền CPP của Campuchia lên nắm quyền vào năm 1979 sau khi một số người trong quân đội Khmer Đỏ đào thoát trốn sang Việt Nam, bao gồm cả Hun Sen. Và sau đó vài năm, Hun Sen đã quay trở lại với sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam để lật đổ chế độ diệt chủng. Trung Quốc là một cái nhân nhân chính của Khmer Đỏ. Sau đó đã nổ ra một cái cuộc chiến tranh xung đột biên giới của Khmer Đỏ chống lại Việt Nam, và cuộc xung đột cuối cùng cả hai nước đã tham chiến. Trong khi Việt Nam ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, bị quốc tế tẩy chay ở Phnom Penh cho đến cuối thập niên 1980, khi các cái cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu, đã đưa Campuchia trên con đường tiến tới một cái nền dân chủ hợp hiến, và Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã được đổi tên thành Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Trong khi đó, ECTAM cho hay, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một cái ân nhân chính của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đảng này đã được Việt Nam đưa lên nắm quyền vào năm 1975, sau nhiều thập niên nội chiến ở một đất nước đầy chua chiên này. Cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là ba quốc gia có chung một cái lịch sử bị người Pháp đồ hộ trong thời gian gần 100 năm, khi ba nước bị người Pháp gộp lại với nhau thành một phần của Đông Dương thổ Pháp. Việc cải thiện hợp tác với các đồng minh thời chiến tranh lạnh là mục tiêu chính của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây. Được biết, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra vào tháng 1 năm 2021 là một cái sự kiện diễn ra 5 năm một lần. Để lựa chọn lãnh đạo mới, các cái cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại trong báo cáo chính trị của Việt Nam đã nêu rõ Việt Nam cần coi trọng việc phát triển các cái mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác với các quốc gia láng giềng. Đó là lý do tại sao gần đây Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã có một chuyến công du nước Lào để tiếp xúc với ông Thon Lun, một tổng bí thư mới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sau Đại hội Đảng. Và ông này đã biết đã đến thăm Việt Nam vào tháng 6 vừa qua. Asia Times còn tiết lộ cho hay, 3 ngày trước đây, trước cái cuộc họp ba bên giữa các cái lãnh đạo Việt Nam và Lào cũng như Campuchia, Việt Nam đã có một cái phiên họp chung được tổ chức giữa Ủy ban Đối ngoại Quốc hội của hai nước Đông Nam Á, là một cái nơi được thảo luận về đại dịch và phục hồi kinh tế. Vẫn theo giáo sư Kho Tây Giờ cho hay, cái sáng kiến của lãnh đạo Việt Nam đưa ra trong việc triệu tập cuộc họp ba bên vừa kể, nó dựa trên một cái chủ đề chính sách đối ngoại nổi bật đã được Đại hội 13 tán thành. Nó cho thấy một tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương đã được những người Cộng sản Việt Nam chấp nhận. Vẫn theo Kho Tây Giờ nói thêm, Việt Nam dường như đang có những cái nỗ lực hướng tới cái việc khôi phục hợp tác ba bên trong thời kỳ hậu Covid-19. Đó là cải thiện quan hệ giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Nó có lý đối với chính nó, đặc biệt là khi các cái liên kết kinh tế hiện nay Việt Nam đang cần thiết để tạo đà phát triển. Asia Times cho hay, trong cái việc di cư giữa các nước đang là một cái hiện tượng phổ biến hiện nay. Đó là cái nguyên nhân chính dẫn đến các cái ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào ba nước vừa kể. Và ba nước này hiện nay cũng đang rất vất vả để vật lộn kiểm soát con số lây nhiễm. Và cả ba nước Đông Nam Á đều có chung đường biên giới không rõ ràng, trong khi vấn đề như buôn bán trái phép hàng hóa, con người cũng như các cái hoạt động tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành những vấn đề cấp bách hơn kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo David Hutt, kể từ năm 2016 tới năm 2020, Việt Nam là một cái nhà đầu tư lớn thứ ba ở Lào. Vốn đầu tư của nhà nước tại Lào đã tăng lên 130% so với cùng kỳ năm 2020, theo những cái báo cáo chính thức của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Cái vấn đề thương mại song phương giữa Việt Nam và hai nước láng giềng đã đạt một mức giá trị khoảng 570 triệu Mỹ Kim trong 5 tháng đầu năm 2021. Con số đó được cho là tăng 39% cùng kỳ với năm 2020. Và Việt Nam đã trở thành một cái nhà đầu tư quan trọng ở Campuchia. Và Việt Nam đã trở thành một cái nhà đầu tư quan trọng ở Campuchia với kim ngạch thương mại song phương có thể đạt tới 6 tỷ đô la trong 7 tháng đầu năm 2021, nghĩa là gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, thành viên cao cấp của Viện Học viện Chính trị Quốc tế ISEC ở Singapore, đã nói rằng vì ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họ đều rất quan trọng đối với nhau, nên cái sự phối hợp chặt chẽ của ba nước này trong các vấn đề khác nhau, đặc biệt là cái việc hợp tác kinh tế, theo Lê Hồng Hiệp, nó là một cái điều cần thiết cho nền kinh tế cũng như an ninh quốc gia của mỗi nước. Thưa quý vị, tuy nhiên, theo Đà Viết Hấp, một cái con voi không được chú trọng nằm ở trong căn phòng mà ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn tồn tại từ hàng chục năm trước đây, đó là Trung Quốc. Mặc dù có rất ít đề cập rõ ràng về cái siêu cường phương Bắc này, nhưng lãnh đạo ba nước Đông Nam Á gặp nhau cũng không đề cập tới vấn đề của Trung Quốc. Theo đó, kể từ thập niên 2010, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất cả ở Campuchia và Lào. Đồng thời, Trung Quốc là một cái đồng minh chính trị ngày càng quan trọng của Lào và Campuchia. Theo đó, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng khoảng 16 tỷ đô la vào Lào kể từ năm 1989. Đó là theo một cái tuyên bố gần đây của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Phát triển Lào. Cái vấn đề các đập thủy điện đang gây tranh cãi của Lào đã được chính phủ Bắc Kinh xây dựng, chi trả, và các cái tỉnh phía Bắc của Lào hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào vốn của Trung Quốc. Trong khi đó, ở Campuchia, Bắc Kinh đã trở thành một cái nhà đầu tư chính của Campuchia kể từ năm 2014. Trung Quốc đã giúp phát triển phần lớn các cơ sở hạ tầng yếu kém của đất nước này, và điều đó mang lại một cái sự đoàn kết quốc tế cho chính phủ Campuchia. Ông Hun Sen càng dựa vào đó tỏ ra độc tài hơn ở Phnom Penh. Được biết, đầu năm 2017, chính quyền Campuchia đã đơn phương đình chỉ tất cả các cái hoạt động liên quan về mặt quân sự đối với Hoa Kỳ, kể cả các cuộc tập trận chung, rồi thậm chí những cái căn cứ được Hoa Kỳ tạo dựng và giúp đỡ cho Campuchia cũng bị đập bỏ. Sau đó, Hun Sen bắt buộc giải tán một cái đảng đối lập lớn nhất của Campuchia với cáo buộc sai sự thật rằng đảng đó đang âm mưu một cái cuộc đảo chính do người Mỹ hậu thuẫn. Điều đó nó cho thấy mối quan hệ Campuchia và Hoa Kỳ sau đó đã xấu đi một cách rõ rệt, và nó vẫn tiếp tục căng thẳng trước cái cáo buộc kéo dài của Tòa Bạch Ốc nói rằng Campuchia có một cái kế hoạch cho phép quân đội Trung Quốc tiếp cận một cái căn cứ hải quân lớn nhất của Campuchia, một cái sự phát triển về cơ bản, căn cứ hải quân Rim ở tây nam Campuchia. Nó sẽ đóng góp vào cái việc thay đổi cán cân chiến lược ở Biển Đông, và điều đó là một mối đe dọa đối với Việt Nam. Trong khi đó, theo David Hutt, trong nhiều năm qua, Việt Nam đang có cái tranh chấp căng thẳng đối với Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông, mà một số chuyên gia cho rằng một ngày nào đó nó sẽ châm ngòi cho một cái cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông, là một cái tương lai không xa. Hơn thế nữa, các cái nhà chức trách Việt Nam hiện nay đang biểu thị những cái lo ngại về những cái diễn biến ở các cái đoạn sông Mekong có chung với Trung Quốc và Lào, đặc biệt khi Lào chấp thuận cho Trung Quốc xây dựng các cái đập thủy điện quy mô lớn ở thượng nguồn, và điều đó sẽ là những cái rủi ro tiềm tàng đối với các ngành công nghiệp ven sông của Việt Nam, đặc biệt khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Một cái tình trạng hạn hán đang trở nên phổ biến hơn, và người ta đang lo ngại việc Lào và Trung Quốc bắt tay hợp tác để xây dựng hàng trăm đập thủy điện
Điều đó nó có thể hủy hoại ngành đánh cá của Việt Nam, cũng như vựa lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời nó cũng tàn phá ngành nông nghiệp của nước này, trong khi Việt Nam, kể cả Thái Lan, là những cái đồng minh lịch sử của Lào, cho đến nay được biết vẫn chưa thuyết phục nổi được chính quyền Vientiane xem xét lại các cái tác động của Lào trong việc hợp tác với Trung Quốc, ảnh hưởng tới quyền lợi của Việt Nam cũng như Thái Lan trên sông Mekong. Đó là lý do, theo David Hart, các nhà phân tích cho rằng Hà Nội tới đây sẽ sớm mất toàn bộ ảnh hưởng ở Vientiane, bởi vì Bắc Kinh không chỉ là một cái đối tác tin cận nhất của Lào, mà còn bởi các cái công ty Trung Quốc còn chính thức phụ trách vấn đề sử dụng các cái tài sản chiến lược, cụ thể là về mặt điện lực của đất nước này. Theo đó, hồi tháng 9 năm 2020, chính quyền Vientiane về mặt cơ bản đã chuyển giao quyền kiểm soát lưới điện trên toàn quốc cho một công ty của Trung Quốc kiểm soát, trong một cái nỗ lực ngăn chặn một cái tình trạng vỡ nợ hiện nay, mà Lào trở thành con nợ lớn nhất của chủ nợ Trung Quốc. Trong khi đó, ở Campuchia, việc Campuchia đảm nhận cái vị trí chủ tịch luân phiên hàng năm của ASEAN vào năm 2022 đang có những cái lo ngại cho rằng Phnom Penh có thể sử dụng cái vị trí và cơ hội này để thúc đẩy các lợi ích của Bắc Kinh trên Biển Đông. Đó là lý do Asia Times cảnh báo Việt Nam. Việt Nam cần phải đặc biệt lo ngại về cái viễn cảnh vừa kể, nhất là khi khối ASEAN trong khu vực được cho là cuối cùng đã đồng ý với cái bộ quy tắc ứng xử đối với Bắc Kinh năm 2022 liên quan tới vấn đề Biển Đông. Và nếu như Phnom Penh đặt lợi ích của Bắc Kinh lên trên lợi ích của các nước láng giềng trong khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, thì điều đó nó có nghĩa là có thể làm thay đổi đáng kể các cái động lực tranh chấp trên Biển Đông của Việt Nam trước Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, ông Lê Hồng Hiệp, từ Học viện Chính trị Singapore đã nói với Asia Times, đối với Việt Nam, các cái cuộc gặp ba bên, đó là những cái cơ chế quan trọng bậc nhất để gắn kết hai nước láng giềng, đồng thời duy trì ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam đối với hai người anh em này. Đồng thời ông Lê Hồng Hiệp nói, điều này nó càng trở nên quan trọng hơn do những cái nỗ lực gần đây của Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng chiến lược của họ đối với hai đồng minh của Việt Nam. Và đó là cái giá mà Việt Nam chắc chắn sẽ phải trả. Tuy nhiên ông Lê Hồng Hiệp nói rằng liệu Việt Nam có thể thành công trong cái nỗ lực này hay không, nó vẫn còn là một cái vấn đề cần phải xem xét. Và các nhà lãnh đạo Campuchia cũng như Lào, họ là những cái kẻ rất thực dụng. Lãnh đạo Vientiane và Phnom Penh, người ta thích tiền hơn là một cái chủ tuyết hay cái mối quan hệ mà ban lãnh đạo Hà Nội gọi là tình anh em quốc tế. Trong khi đó, thưa quý vị, theo các nhà phân tích từng thổ lộ với Asia Times rằng lãnh đạo Hà Nội họ hiểu rất rõ những cái hạn chế của họ, bởi vì họ không có tiền để mua chuộc. Đó là lý do tại sao lãnh đạo Việt Nam không tìm cách gây áp lực hay buộc Campuchia và Lào phải lựa chọn giữa Việt Nam hay Trung Quốc, trong khi hầu hết các cái nước Đông Nam Á hiện nay họ đã được tập dượt tốt trong nghệ thuật phòng ngừa rủi ro địa chính trị, đặc biệt là những cái kỹ năng trong việc cố gắng cân bằng quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi hai quốc gia cường quốc này đang chống lại nhau. Và đó là lý do các quốc gia Đông Nam Á hầu hết họ không chọn phe, họ không bao giờ chọn đứng về một nước nào để có hưởng lợi về lợi ích kinh tế cũng như chính trị lớn hơn bao giờ hết, từ kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và Việt Nam hay Lào cũng như Campuchia hiện nay cũng đang là những cái đất nước thực hiện những cái chính sách tương tự, bởi vì họ hiểu rõ không muốn họ trở thành những cái rào cản giữa đồng minh lịch sử của họ là Việt Nam và một cái đối tác siêu cường mới của họ là Trung Quốc. Thưa quý vị, đó cũng là lý do tại sao nhà nghiên cứu chính trị ông Lê Hồng Hiệp khẳng định Lào và Campuchia họ có thể làm việc với Việt Nam về một số vấn đề để giải quyết các mối quan tâm của Việt Nam, trong khi ngược lại họ vẫn cứ cởi mở với các cái hoạt động kinh tế ngoại giao của Trung Quốc để phục vụ tốt
cho lợi ích quốc gia của họ. Suy cho cùng, các cái cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với hai quốc gia đồng dương còn lại, nó mang lại nhiều lợi ích hơn tác hại cho Lào và Campuchia. Và đó cũng chính là lý do đối với Việt Nam, theo giáo sư Kho Tây Giờ cho rằng Việt Nam cần phải hiểu cái cuộc chơi hiện nay nó được chơi bởi các cái đồng minh lịch sử của mình. Theo Kho Tây Giờ, nhắn tới bàn lãnh đạo Hà Nội rằng Việt Nam không coi quan hệ của mình đối với Lào và Campuchia là một cái trò chơi có tổng bằng không với Trung Quốc. Thưa quý vị, những cái điều trong bài phân tích của tác giả David Hart, là một nhà báo kiêm nhà phân tích chính trị nổi tiếng về vấn đề chính trị Việt Nam, nó đã cho quý vị thấy một lần nữa người ta nói không có kẻ thù vĩnh viễn hay đồng minh vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia và dân tộc mới là vĩnh viễn mà thôi. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy họ thua xa lãnh đạo của Campuchia và Lào trong cái việc lợi dụng cái con bài Trung Quốc, trong cái việc vun đắp các lợi ích kinh tế của họ, trong khi ban lãnh đạo Việt Nam một mặt tiếp nhận những sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhưng mặt khác người ta quay lưng lại để tiến tới với Trung Quốc nhiều hơn. Và đó là lý do tại sao giới phân tích quốc tế cho rằng lãnh đạo Hà Nội hiện nay người ta đã đứng nửa người trên đất Trung Quốc và người ta dành cho Hoa Kỳ chỉ bằng một cái với chân mang tính biểu tượng mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.